Nhà đất Hoàng Tiến trên kênh YouTube xin kính chào tất cả quý khách hàng. Để tiếp tục chia sẻ cho quý khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi sáng ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một khu nhà lầu gồm có 6 căn nhà mới được xây dựng xong, nằm trên trục đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là Hiệp Sảnh Thành City, thuộc đường Lâm Thị Hố, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của khu nhà gồm có 6 căn mới được xây dựng xong và đã bán 2 căn phía bên ngoài rồi. Thì mình chỉ còn lại 4 căn phía bên trong. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin giới thiệu với khách hàng một cặp nhà ở giữa đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp cũng như 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp trước nhà thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đặc biệt phía trước căn nhà mình là một cái miếng đất của một cái công viên. Công viên này thì sắp tới cũng sẽ đưa vào sử dụng cũng như đang giải phóng mặt bằng. Và khu này thì mình có 6 căn thì đã bán 2 căn phía bên ngoài rồi, còn 4 căn phía bên trong. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin chọn cặp ở giữa để gửi đến chú chàng. Với khu nhà lầu đồng bộ và có con đường trước nhà rất là rộng cũng như có vỉa hè mỗi bên khoảng 3 mét để mình để xe gắn máy cũng như xe hơi ở phía trước căn nhà. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà mình, một con đường rộng lên đến tầm cỡ khoảng độ 10 mét nếu tính cả vỉa hè. Thì con đường phía trước căn nhà mình rộng lên đến 10 mét. Hai bên mình có mỗi bên 3 mét lề đường và lòng đường mình thì rộng lên đến 6 mét. Và cặp nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến chúng chàng này thì được thiết kế có tầng lửng để mình để xe hơi ở dưới tầng trệt và có nhà vệ sinh ở tầng lửng để mình cũng có thể làm phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình, rất là thuận tiện. Với con hẻm phía trước căn nhà mình là một con hẻm cụt rất là an ninh và rất là yên tĩnh. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp. Mình sẽ chiếu sơ qua lại không gian bên trong hai căn nhà để cho khách hàng cùng tham quan. Đây là khu vực bên trong của hai căn nhà mà nhà đất Hoàng Tiến đang chuẩn bị giới thiệu đến cho khách hàng. Với căn nhà nằm trong khu phân lô và phía trước căn nhà mình là một cái miếng đất công viên và chỉ cách đường Lâm Thị Hố tầm cỡ khoảng độ 30 mét đi bộ thôi. Mình có thể đi bộ phía trước là được trục đường chính đường Lâm Thị Hố. Và bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực phía bên ngoài để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về hai căn nhà mới vừa được hoàn thiện xong, cũng như cặp nhà này thì sắp được căn phía bên ngoài thì sắp được hoàn thành và căn kế bên thì đã hoàn thành rồi. Thì nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến cho khách hàng. Phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng gần 3 mét để mình để xe gắn máy di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía bên ngoài được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn bên trong. Với căn nhà có bề ngang lên đến 4 mét và chiều sâu căn nhà lên đến 16 mét và được xây dựng hết đất cho nên được anh chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì khu vực ở dưới tầng trệt này thì rất là dài nên mình có thể là làm phòng khách rất là rộng. Như gia đình mình có xe hơi thì mình để dưới tầng trệt này thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Cũng như tạm thời nếu gia đình mình chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này mình làm phòng khách rất là rộng rãi và rất là thoáng mát với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà.
Khu vực phòng khách trên trệt thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên thì mình được ốp gạch đá cao lên tầm cỡ khoảng 1,5 m, và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trùm rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang của căn nhà, thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp. Cũng như đặc biệt thì ở khu đối diện với lại cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ gỗ sồi. Và di chuyển ở khu vực phía sau là không gian phòng bếp căn nhà mình. Căn nhà mình thì được thiết kế mình sẽ có một cái khoảng không gian giếng trời ở phía sau rất là rộng để mình mở cửa sổ ra lấy gió và ánh sáng, cũng như hệ thống giếng trời và một cái sàn rửa ở phía sau. Với căn nhà mình có bề ngang lên đến 4 m và chiều sâu căn nhà lên đến 16 m và được xây dựng hết đất, cho nên được cây chịu nhà thiết kế rất là thông thoáng. Phía dưới trệt thì sân sau anh chị sẽ trừ ra 2 m để mình xây một cái nhà vệ sinh và trừ một cái phần giếng trời để lấy gió để lên trên, để mình mở cửa sổ ra phía bên ngoài lấy gió vào bên trong căn nhà. Cũng như khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ gỗ sồi, và khoảng không gian để tủ lạnh khá là rộng. Rồi mình cùng nhìn lại khu vực không gian ở dưới tầng trệt. Phía trước căn nhà mình là đất công viên và đang được san lấp, cũng như chuẩn bị hình thành một cái công viên ở phía trước căn nhà mình, thì rất là thuận tiện để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Chị đợi em tí nha. Đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà, thì mình sẽ có những cái lam ở phía bên ngoài để mình trang trí, cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, không gian phòng khách tầng lửng thì mình có những cái mảng tường được ốp nhựa giả đá, cũng như những cái mảng tường được ốp gỗ trang trí rất là đẹp, và một cái nhà vệ sinh ở khu vực tầng lửng để mình có thể làm phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình nếu như gia đình mình có nhu cầu. Và đặc biệt mình có một cái khoảng không gian giếng trời ở phía sau để mở ra lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 5 tỷ 750 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ lầu 1 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang với bậc tam cấp rất là thấp, nhưng mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ gỗ cam xe, và không gian phòng ngủ được xây dựng hết đất cho nên là rất là rộng. Có mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Phía trước thì mình sẽ có ban công cũng như cửa sổ đi ra phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là quý nhà đã sở hữu cho mình một căn nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, và mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, cũng như mình có thể mua bán công chứng sang tên trong ngày và về nhận nhà vào ở ngay chỉ với giá hơn 5 tỷ. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà, cũng như nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2 căn nhà mình. Được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Không gian phòng ngủ căn nhà mình thì được thiết kế rất là rộng, và chỉ với giá 5 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà được thiết kế rất là đẹp nằm tại trục đường Lâm Thị Hố, phường
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và sát bên là khu Hiệp Thành City, rất là thuận tiện để có nhà mua để ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online. Với con hẻm phía trước căn nhà mình nằm sát trục đường chính đường Lâm Thị Hố, và với căn nhà cũng như khu nhà lầu mới vừa được xây dựng xong, khu này thì mình có 6 căn và đã bán 2 căn ở phía bên ngoài rồi. Khu này thì xây dựng xong căn nào là bán căn đó, cho nên là quý hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà có gara để xe hơi riêng và có công năng sử dụng lên đến 4 phòng ngủ cũng như phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau, thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem một khu nhà lầu và đang có giá rất là mềm, chỉ hơn 5 tỷ là quý hàng đã sở hữu cho mình một trong những căn nhà đẹp còn lại nằm tại trục đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 này. Đây là khu vực không gian cầu thang cũng như mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng căn nhà. Thì phía sau mình sẽ có một cái khoảng không gian phòng giặt bên trong, và bên ngoài là một cái sân phơi cũng được anh chị nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng, cũng được ốp gạch cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Và khoảng không gian phòng giặt thì rất là rộng, cũng như phía trước mình sẽ có khoảng không gian phòng thờ, khoảng không gian phòng thờ rất là rộng, và một cái khoảng sân ở phía trước để mình phơi đồ cũng như trồng cây vui chơi và hóng mát với trục đường chính phía bên ngoài là trục đường Lâm Thị Thị Hố, và khuôn viên ở phía trước căn nhà mình là công viên. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.